Chị Kim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi với quyển sách ma thuật này nha. Đây là mẫu sách ma thuật mới về hàng, hình nàng công chúa. Và quyển sách ma thuật này nó có một đặc điểm, đó chính là trang giấy trắng. Chúng ta dùng cây bút đổ nước vào đây, sau đó tô lên quyển sách thì quyển sách sẽ đổi màu ngay lập tức. Và ở đây chị Kim Sinh đã đổ nước sẵn vào trong cây bút rồi. Giờ chị sẽ bắt đầu tô cho các em coi nè. Wow! Các bạn nhỏ thấy không? Màu đang dần dần xuất hiện ra kìa. Một tòa lâu đài và một khinh khí cầu. Quá tuyệt vậy không các em? Không cần phải mất nhiều thời gian ngồi tô tô và vẽ chỉnh chỉnh. Chúng ta chỉ cần một cây bút là có thể làm nên một bức tranh rất là xinh như thế này rồi. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Điều kỳ diệu bây giờ mới bắt đầu. Đó chính là chúng ta hãy chờ một lúc thì bức tranh này màu sẽ dần dần biến mất. Wow, các em thấy không? Màu đã dần dần biến mất rồi đó. Hết màu luôn, hoàn toàn khô ráo. Rất là tiện phải không Cam? Tức là chúng ta có thể chơi đi chơi lại được rất là nhiều lần. Và bây giờ là đến với bức tranh số 2. Ai đây? Chính là nàng công chúa Bạch Tuyết trong cổ tích mà được rất là nhiều bạn nhỏ yêu mến. À, trong video này chị Kim xin có tua nhanh một chút xíu rồi nhé. Và giờ hãy cùng chờ xem màu sẽ biến mất như thế nào nè. Wow, màu đã biến mất hết rồi các bạn nhỏ ơi. Và đến với trang số 3. Trong quyển sách tô màu ma thuật này chúng ta có tổng cộng 4 trang với 4 hình ảnh khác nhau để cho các em tô nhé. Và trang số 3 này là hình ảnh nàng Bạch Tuyết đang khiêu vũ cùng với chàng hoàng tử của mình. Và chờ xem, chỉ trong vòng vài phút thôi, màu sẽ biến mất từ từ. Ok, rất là kỳ diệu phải không nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trang cuối cùng, là hình ảnh về nàng Bạch Tuyết đang chơi đùa cùng với những chú lùn ở trong khu vườn. Tô tới đâu là màu hiện ra tới đó. Lúc đầu chị Kim Sinh có nói chưa nhỉ, là cây bút này chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng nước trắng. Đổ vào cây bút thôi và tô lên cái tờ giấy này là sẽ hiện màu ra. Đặc biệt nhé, có nhiều bạn hỏi chị là bút này có thể sử dụng được cho những cái bức tranh khác không? Thì không thể nha, bút sẽ đi kèm chung với sách. Vì thực tế thì người ta làm theo cơ chế là ở bên dưới nó đã có sẵn một lớp màu rồi. Và khi chúng ta tô ướt lên thì cái mặt giấy phía trên nó trở nên thành màu trong và chúng ta sẽ thấy được màu ở phía dưới. Wow!
Đã xong rồi các bạn nhỏ ơi. Và là chị Trinh Sinh đã vừa giới thiệu xong về quyển sách